cái thương hiệu cá hồi mà chúng tôi đã ăn của công ty thì chúng tôi thấy nó rất là ngon. Và nó ngon hơn hẳn những sản phẩm mà trước đây chúng tôi đã từng ăn. Tên là tuy là nhưng mà giá nó hơi cao một chút. Thì chúng tôi thường ăn trong những cái dịp đặc biệt mà gia đình có người thân quý đến, thì chúng tôi thích đãi, và những lúc mà gia đình chúng tôi hòa tụ với nhau. Và đặc biệt là những đứa trẻ trong gia đình chúng tôi thì rất là thích món gì con? Cá gì? Cá hồi. Cá hồi gì? Cá hồi. Cá hồi gì? Cá hồi sốt cà. Cá hồi sốt cà chua. Cá hồi sốt cà chua. Dạ.